Xin gì? Xin chào quý vị khán giả. Mình đang đi đâu rồi? Hey. Đi nhanh quá chắc lắc dữ à. Táp bập 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 kìa. Táp hai. Nó táp hai cái mà hàm nó cái bụp đụng lại á, táp được mạnh nó nghe cái bụp. Bụp bụp. Mấy cái hố này là nó vô đây đẻ nè. Vô đây đẻ nè. Nằm đó kìa. Hai ba con nằm đó kìa. Này là cá sấu bố mẹ nè. Cá sấu bố mẹ. Nè. Mấy cái hố dung dung lên là nó vô nó đẻ nó lắp cát lại đó các bạn. Nè. Vô đẻ xong nó lắp cát lại nè, mấy cái hố nó dung lên nè, mô mô lên nè. Đó. Nó đẻ xong nó lắp cát lại đó. Đó, nó ra nằm phơi nắng kìa. Kìa nó bò ra kìa ơi. Bò ra kìa. Đó, hôm nay còn ngày lễ, ngày nghỉ lễ cuối cùng nên có khách đi cũng đông các bạn. Bên đây là có mấy con cá nhỏ nhỏ nè, giống như hồ nhỏ không phải nè. Kìa, lên đó nằm phơi nắng nhóc chơi kìa. Đó. Đó, nó nằm phơi nắng ra. Hồ này là hồ cá nhỏ. Rồi đi dài trống không? Dài trong kia còn nữa các bạn. Ồ, người ta gắn mấy con chim nè, chim giả bay nè, đẹp quá nè. Chim là bằng ngủ hay bằng nhựa hay đó? Bằng nhựa. Nó hả mẹ nó trà phẳng mà kêu có mồi luôn cha. Ừ, nó nằm nó phơi nắng đó. Mồi buổi sáng người ta cho ăn rồi. Cái này mình câu là câu phụ thêm thôi. Ồ, nó lên. Con này bự quá lên đây nó đẻ. Con này quá bự luôn rồi. Nó đẻ xong nó đắp cát cái mố cá, hố cát nó mô vô ngô lên đó. Đã đẻ rồi đó. Trời ơi, nó nằm nó ngủ chết nó giống gì, cá sấu mà chết. Không phải là con này con mình nãy đẻ không vậy? Đẻ đâu? Nghĩa đầu nó cắp rẻ không nó hay. Nó quậy quá gì. Mấy con này là cá sấu bố mẹ. Cá sấu bố mẹ đẻ cá bự. Con này cũng bự nữa nè. Đâu? Đâu? Ở dưới này. Nó đi nó nhìn thấy nó bự. Nó bự. Nó phải cá nằm ở dưới bờ dưới mé sông đó bạn. Con nó cò bá bự luôn. Con nó mấy trăm ký luôn. Đây, hôm nay còn ngày là nghỉ khách đi cũng không đông. Ồ, mấy con bự bự không kìa. Nào, nguyên một đám nằm mấy con ngựa bự không các bạn? Cắt gì tham quan nè. Hôm nay còn ngày nghỉ. Ồ, con cá bánh nó quậy quá trời quậy. Còn mình đó quá trời bự, mới quậy cái đùng rồi. Con ba chừa chả bá lửa là con cái tượng. Con bự trả lại lửa là con giả. Giả quê. Con này là con giả các bạn. Con giả nha chứ không phải bự giống vậy đâu. Đây nó nằm lên. Nằm lên phơi lên phơi nắng nè bạn, nhóc chân nè. Lên phơi nắng đó. Ăn no phơi nắng cho tiêu quá thức ăn. Nhóc hết trơn bạn ơi, thằng này nữa nè. Thằng này nhiều quá nè.
nó còn nằm ở dưới nó lú lú lên nữa nè, nằm trong cái nhà mát đó, đó. Lú lú mỏ lên nhóc trên trong đó nữa kìa. Đây nè, đây nguyên một đám luôn nè. Ồ, nguyên đám luôn các bạn. Đó, nguyên đám luôn. Đây, nguyên một đám luôn nè. Ngủ nó hả miệng kìa. Mà phơi nắng nó hả miệng kìa. Ừ, con nó không thấy chỗ vô. Nó hả miệng nó kìa. Đúng rồi, sao nó đúng rồi, nó hả miệng không thấy chỗ gì vô luôn. Tại vì nó hả miệng rồi cái cuốn lưỡi nó hỏng nó hép lại là sao vô, chút nào nó nuốt nó mới ra vô. Đúng rồi, cha nó đúng. Lúc mà nó hả miệng á mình không thấy gì. Đây rộng lắm các bạn. Nó có cắt mấy cái nhà mát là người mệt thì đây nghỉ ngơi. Có sáu con nhí nhí không nè nhỉ bạn ơi. Thấy cấu này chắc chừng khoảng chừng mới nở thì nè. Mấy con nhỏ nhỏ mới nở á. Nè mấy con nhỏ nhỏ dễ thương ha. Đó, mấy con nhỏ nhỏ không nè. Mấy con này chắc chừng còn mới nở trên tháng ngoài gì. Nằm dưới này nhóc chân dưới này nữa nè. Mấy mươi xăng à, mấy mươi xăng à, xíu xíu à, ba ba, cù đinh, cù đinh hay con ba ba vậy bạn, mình cù đinh quá, cù đinh, nè, cái hố trong đó là để cho vô cho đẻ đó. Hố trong đây nè, hố cát. Cá sấu lớn hơn con cá sấu kia một chút. Có con chả bá bự luôn, sao nó không bắt phải con kia ta. Yeah, con đó là bự nhất luôn mà dẫn đầu đàn. Đó kìa, nó nằm dưới nhà mát lú đồ ngóc trên. Vô đó, con lớn được con nhỏ. Con lớn không lấy được con nhỏ. Nằm đây nữa nè, nó nằm nó ngủ nó hả miệng ra đó rồi. Con bên đây cũng rộng quá các bạn. Hồ này hồ không chưa có thả gì hết. Bên đây cũng cửa luôn kìa. Cửa trong đó có gì biết. Hoa cũng đẹp quá nè. Hoa đẹp quá nè. Sống chà bá lửa, khá bự luôn các bạn. Sống chà bá luôn nè. Nó ăn cái bự không? Mấy tấn luôn. Mà đầu giả thôi. Đầu giả các bạn. Cái này làm biểu tượng thôi. Đây con này mới thật nè. Cái khá miệng nè. Con này thật chăm chăm nè các bạn. Đó. Cái miệng nhít 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 kìa các bạn. Thấy không? Nó thở kìa. Nhít 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 á. Ngủ nó thở nhít 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 nè. Đó, nó quậy kìa ngoài đó kìa. Nó mới tắp cái bùm quá. Ngoài bờ sông. Này có mấy con nữa nè. Có con nằm dưới nước nè. Nằm dưới đó mình quay cá không thấy quá, nó lặn dưới nước. Đây cũng có mấy con nè, mấy hồ trong đây là khá ít. Vài con về coi. Có mấy hồ ngoài cá nhiều. Hồ này cũng mấy con. Mấy hồ này cá nhỏ.
Đây nè, đây cũng được có mấy con rồi. Lú đầu lên nữa bạn. Nè, lú đầu lên nè. Nó nằm như cái tôi cái gốc nó nằm lên nó phơi nắng nhóc chân nên nó phơi nắng đấy. Có một số con nó nằm dưới này nó ngâm nước dưới này, nó phơi nắng xong rồi xuống ngâm nước đó. Cái nhà nghỉ mát nè, đi mệt thì vô đây ngồi nghỉ mát. Da mắt tiểu không có phải nếp bằng nó. Đi nhanh quá chắc lắc dữ à. Không coi cá coi hả? Thấy khu trò chơi khóa ra chạy ảnh rồi các bạn ơi. Khóa khu trò chơi bên đó. Nó có khu trò chơi. Đây nè. Cá coi cá bự bự không nè.